Câu số 750 cả lớp 700 từ accuse gì ạ? Ta ôn lại, đây là những cái bài cuối cùng là ôn rồi. Accuse somebody of. Có nghĩa là gì nhỉ? Buộc tội ai về điều gì? Và sau cái từ of của chúng ta là các bạn cộng cái gì đó con? Verb. Các lớp nhớ nhá, accuse somebody of. Buộc tội ai về điều gì? Cái mà từ trách nhiệm sẽ là accuse of. Câu số 751. Organize là tổ chức. Hold cũng là tổ chức luôn. Celebrate cũng là tổ chức luôn. Và take place là diễn ra ở đâu? Tức là ở Mỹ thì tất cả mọi người trong lứa tuổi thì đều thường tổ chức sinh nhật. Nhưng đáp án A người ta không dùng cái tổ chức sinh nhật, người ta chỉ tổ chức các tiệc tùng hội nghị thôi ạ. Đó sẽ là đáp án C, celebrate birthday. Tức là tổ chức chúc gì nhỉ? Chúc mừng. Số 752 chúng ta sẽ nhớ lại với nhau cái từ need thì đi gần lớn. Chúng ta có hai cái là need to verb và need cộng verb gì? Verbing. Thế need to verb là chủ động gì? Vậy câu này các bạn nhìn vào chủ ngữ ạ. Chủ ngữ đây là danh từ chỉ vật hay chỉ người đây cả lớp? Chỉ vật. Vậy nó phải là bị động. Vậy bị động tức là gì kia? Verbing. Need cộng repairing. Đáp án C ạ. Ở đây ạ. Em phải cầm gì đây? Hả? Hả? Ừ. Rồi, câu tiếp ạ. Câu số 753. Cú tia quá này, cú tia thế. Số 753, cho mày đeo kính chứ chả hợp gì chẳng. Em cởi. Nào, add cộng to verb. Phải là to verb chứ không có to being nha. Đây gì con? Tiếp. Demand cộng to verb. Yêu cầu làm gì? Insist on cộng verb gì? Verbing. Require cộng to verb. Cũng là yêu cầu. Anh ấy như thế nào? Đưa cho hóa đơn đúng không ạ? Để có thể trả. Vậy cứ khăng khăng đòi nhận chiếc hóa đơn. Đó sẽ đoán C. Câu tiếp theo ạ. Câu số 754. Căn phòng này đúng là một cái đống lộn xộn. Đúng không ạ? Bạn ấy ba chấm nó ngay lập tức phải chân từ up. Chỉ có một từ duy nhất. À quên, xin lỗi, không phải một từ duy nhất mà ba từ đi từ up. Nhầm. Array là sắp xếp nhưng không cần từ up. Make up là gì? Có ba nghĩa nhá. Bịa chuyện này, làm hòa này, trang điểm này, đúng không ạ? Tidy up là dọn, dọn kiểu gọn gàng lại ạ. Còn do up là trang trí. Vậy là cái căn phòng này nó bẩn thì làm sao? Dọn đúng không? Đáp án C ạ. À? Điện gì đấy? 755 ạ. Đây là mình có mấy bạn đi học toán buổi cuối cũng liên quan đến cái gì đấy. Thì nhưng mà các bạn ấy đến muộn. Còn 7 giờ phải đến. Nào, đi bộ dọc con đường thì anh ấy thì nhờ gặp một cô gái rất là xinh đẹp. Vậy thì có nghĩa là gì nhỉ? Trong lúc đang đi đúng không? Thì gặp, đang đi phải là gì? Verbing, walking. Có điều hòa không vậy? Sau nãy nó lạnh rồi, lạnh thôi, bây giờ tự nhiên nó nóng vậy. Câu tiếp số 756 ạ. À. Thứ nhất, thôi không nói nữa con ơi, đáp án A sai. Tại sao đáp án A sai ạ? Bởi vì là khi mà có hai mệnh đề như thế này thì không phải có một từ nối. Câu này không có từ nối, sai.
Đoán B là to worry là để lo lắng. Trường là chỉ mục đích sai, đã không muốn nhắc tên rồi. Còn worried là bị lo lắng về cái gì? Và having worry là có vấn đề lo lắng về cái gì? Having phải cộng phân thứ hai, nhưng thì worried là sai rồi. Đáp án C. Chính bởi vì cái việc là lo lắng về những cái gì anh ấy nghe thấy được, cho nên anh ấy đã gọi điện cho anh trai của mình. C ạ, câu bị động và cũng là tính từ luôn. Số 757. Chúng ta phải làm tất cả mọi thứ cái mà như thế nào yêu cầu bởi luật lệ. Need là cần, organize là tổ chức, require là yêu cầu đòi hỏi. Ngoài ra từ require còn có nghĩa là gì đấy ạ? Bắt buộc phải làm theo, required. Và answer là câu trả lời. Như vậy đó chúng ta sẽ làm gì đấy? C, required. Số 758 ạ. Chúng ta có từ window là danh từ. Và trước danh từ chúng ta cần từ loại là một tính từ. Và các bạn nhớ khi mà chúng ta ghép hai tính từ với danh từ chỉ vật thì bao giờ nó phải là phân từ hai. Vì sao danh từ chỉ vật nó mang nghĩa bị động? Tức là anh ấy wonder phân vân là ai sẽ là người trả tiền cho những cái cửa sổ này bị vỡ. Sẽ là the broken window. Chân gãy là broken leg, cửa sổ vỡ là broken window, lọ hoa vỡ là broken vase. Tức là bao giờ nó sẽ dùng phân từ hai, đúng chưa? Số 259 ạ. Sao 759. Sao to be thì từ loại cần tìm vào đây con. Chơi sướng nhỉ. Chơi quên được rồi. Hay là về lại về nhà lấy cái gì cũng lên à? Ai đi gọi đâu? À, mấy đứa này sử dụng chơi đúng không? À, Tuấn Anh nhá. Ăn mảnh nhá. Okay. Này, ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Được rồi, em ơi. Được rồi. Đức mày hiểu vấn đề chưa? Mày không đủ lực sức hấp dẫn không để lôi kéo Tuấn Anh quay trở lại. Vì có những thứ hấp dẫn hơn rồi. Đi lên sẵn nào. 759 nhá. Nói chung là tôi hiểu hết. Hiểu hết. Cháu gì tôi không hiểu rồi. Nào. Sao to be cần điền gọi là một tính từ đúng không? Ở đây có hai tính từ là exciting và excited. Vậy đám đông ở trận thi đấu này phải là háo hức đúng không ạ? Excited. Hôm nay cả nhà tôi liên hoan, phải biết gà cũng có thứ lung tung ấy. Biết thừa là hôm nay tôi dậy muộn rồi đi liên hoan, đẹp thật. Quá đẹp. 760 ạ. Finish cộng vô bình. Nhưng ở đây có hai cái là chủ động và bị động. Tôi hoàn thành việc nấu ăn lúc 7 giờ và phục vụ bữa ăn tối. Cả lớp nói đi rồi. Cả lớp có thể served là quá khứ đúng không ạ? Finish cũng là quá khứ đúng không ạ? Vậy đây là bạn chủ động làm thôi. Không có bị động ạ. Cho nên bạn sẽ làm ở đây. Cái chữ đò phải này là cái chữ gì đấy cả lớp? Đò phải là út đúng rồi. Vậy là, vâng, đằng sau nó là một động từ nguyên thể. Cái nào nó động từ nguyên thể hết, đúng không ạ? Think là nghĩ. Appreciate là đánh giá. Đánh giá cao. Anticipate là tham gia. Và look forward là trông đợi. Tôi rất như thế nào cái việc bạn đến gì nhỉ? Cái cuộc họp này, nếu như bạn có thể. Vậy tôi rất gì? Trông đợi, đúng không ạ? Look forward to. Các bạn hiểu tu chưa? Something. 762. Tất cả những người trẻ như chúng ta thì nên làm tất cả khả năng tốt nhất để có thể góp phần vào việc xây dựng đất nước. Thứ nhất, contribute to cộng với something. Tức là nó phải là danh từ, là verb, đã đóng góp vào việc gì. Và xây dựng cái gì chỉ là building the country thôi, chứ không phải là building up gì cả. Đúng không ạ? The building up. Đó sẽ là the building the country. Câu số 763. 3 chấm kiên trì thì bạn sẽ thành công.
Vậy là kiên trì đi và bạn sẽ thành công. Cái câu này của chúng ta là một cái câu thức mệnh lệnh bình thường rồi đúng không cả lớp? Chứ câu này sẽ là gì đây cả lớp nhỉ? Be patient. Kiên trì và bạn sẽ thành công. 764 ạ. Vâng, ok tao. Sim thì cộng với to verb. Sim cộng to verb ạ. Người đàn ông ngồi ngoài kia kìa, dường như là đang chờ một ai đó. Vậy đang chờ phải là gì nhỉ? To be waiting. To verb nhỉ sẽ là to be waiting. Đi tiếp là ghét, là hận. Và đi tiếp cộng cái gì? Ghét, thích thì cộng cái gì cả lớp? Verb. Đáp án đi ạ. 766, allow somebody cộng gì đấy à? To verb đúng không? To smoke. Câu 767, cả lớp bây giờ được to đi cả lớp. Approve thì hãy thường đi giấy tự ập. Tán thành đồng ý cái gì ạ? Recommend bằng suggest cộng verb. Gợi ý cái gì ạ? Refer verb. Nhưng would refer thì cộng to verb. Refer đứng một mình là verb mà would refer thì cộng to verb. Would rather cộng verb nguyên thể. Đáp án C. Would refer to verb. 768 avoid cộng verb. Tránh cái việc đúng không ạ? Đưa cho những cái cây trong nhà của bạn quá nhiều nước. Như vậy ở đây các bạn sẽ dùng là gì đây à? Giving thôi ạ. Avoid giving. 769 ạ, cái trong từ waste. Cả lớp ơi, waste thì cộng gì? Verb to verb hay là verb? Yeah, verb, waste cộng verb, lãng phí cái gì? Số 770 ạ, keep somebody cộng verb ạ. Tức là giữ cho ai luôn như thế nào? Chờ đợi hay làm gì đó, keep somebody cộng verb. Giữ cho ai như thế nào? Số 771 ạ. Ông Power nói rằng, cả lớp bắt chen từ set đấy ạ. Như vậy từ set đây là quá khứ đúng không ạ? Vâng. Câu cạnh chen từ to see ạ. To thì không dùng must. To thì không dùng gì nhỉ? Would, đúng không? Bây giờ có require và gì nhỉ? Wanted thôi. Như vậy là ông Power, ông ấy nói rằng ông ấy như thế nào gặp James. Ông ấy muốn gặp James ngay lập tức. Đáp án C. Require là yêu cầu. Số 772. Ghi nhớ sau know bao giờ là know how to work. Biết ạ, know how to work, biết cách để làm gì. Hôm nay bọn A4 ngồi lại với cô gần đến 12 giờ. Số 773. Ago là quá khứ đúng không ạ? Chúng ta có từ begin. Begin thì cộng với to verb và verb đều được các con. Đó sẽ đáp án đi ạ. Bắt đầu cái gì? To verb, verb nha. 774 gạch chân của từ have difficult đi. Công thức của chúng ta là have difficult. Có thể có từ in hoặc không. Và cộng verb. Have difficult in. Có in hoặc không nhưng cộng verb. Cái Dương Thùy Linh là vào... vào cái lúc nào nhỉ? Như là đến kỳ 2 vào đúng không nhỉ? Đầu lớp 12 đúng không? Thế lớp 10, lớp 11 mày phương trời nào? Có thể em học ở các trung tâm học các cô giáo trên này à? Thế có xịn thế? Có nghĩa là học kiểu gia sư vậy à? Chị à? Hẳn là chị. Cái gì còn? Tiếp nào. Đoán bi à? Vào ngay từ lớp đầu lớp với cái lớp này phải vui không? Còn mày vẫn là xuất hiện trong lớp này kịp lúc được rồi. Tiếp nha. 775 ạ. Khi mà trời mưa lớn thì John thường. Cả lớp trong từ rain là quá khứ. Quá khứ thì mình dùng quá khứ. Và nhớ đã là thói quen là quá khứ thì phải dùng quá khứ đơn. Stay there, don't be. Số 776 ạ. When it rains, khi trời mưa. Khi trời mưa, tôi đang đi bộ trên đường. Hành động đang xảy ra, hành động khác chèn vào đúng không ạ? Dùng quá khứ tiếp gì? Tiếp diễn, đáp án đây. Câu số 777. Khi con nhìn thấy từ xin thì các con có hai khả năng xảy ra. Một là
kể từ khi, và cũng nghĩa là bởi vì, nhưng mà cái từ hấp thu là hiện tại đơn cho nên các bạn không dùng là kể từ khi ạ. Các bạn dịch là bởi vì. Vậy là bởi vì chúng tôi phải ở đây, đúng không ạ? In a hurry, tức là vội, đúng không ạ? Vội vàng. Cho nên là chúng tôi thì đấy là ba chấm taxi. Had better, nên bắt taxi. May là có thể. Are able to là cũng là có thể. Have been able to cũng là có thể. Nhưng các bạn lưu ý vì sau từ xin thì không phải quá khứ đơn. Cho nên các bạn không dùng hiện tại hoàn thành được. Cái thứ hai nữa là câu này chỉ là gì nhỉ? Bởi vì chúng tôi cần vội cho nên chúng tôi bắt taxi thôi. Đó đây. Số 778, cái từ hard time là khoảng thời gian khó khăn. Nó cũng chẳng khác gì là từ difficulty cả. Như vậy là cô ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn trong việc nói tiếng Anh. Thì hard time và difficulty thì đều cộng với lại gì ạ? Verbing thôi. Đó là gì ạ? Kể cả những cô hồi cô học cấp 3 giống như các bạn ấy. Khi lên đại học cô không nghĩ là có ngày bây giờ cô được như thế này đâu cả. Thì hồi học ở đại học ấy, năm thứ nhất học lên đại học ấy, lên giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ấy, đứng run nó không nói được ấy. Xong mà bị bọn Hà Nội nó cười, nó bịt mồm như đúng rồi cả lỡ. Cay cực. Cay dã man luôn. Cay lắm ấy. Vì ở cấp 3 không được nghe, không được nói, không được học từ vựng. Chỉ học được mỗi ngữ pháp không thôi ấy. Không được học từ luôn ấy. Ngày xưa các thầy cô giáo học dạy chán lắm. Thế là còn học học cái thầy giáo ở bên ngoài thì chỉ học ngữ pháp thôi. Không nghĩ được là mình có được ngày hôm nay. Và đúng là cái trường trường truyền động ngoại ngữ nó rèn con người kinh thật. Mỗi một lần mà cứ chỉ cần thốt ra một câu tiếng Việt thì là mất 5.000 rồi. Cho nên bắt buộc phải nói tiếng Anh. Toàn buổi luôn. Thế này nó phải có được như ngày hôm nay. Nào số 779 ạ. Kinh không? Nói toàn buổi luôn đấy cả lớp. Trung Quốc thì nằm ở phía Bắc của Việt Nam. Đây là sự thật hiển nhiên. Đã là sự thật hiển nhiên thì các bạn phải dùng hiện tại đơn. Đúng không ạ? Đáp án C, lies. Từ lie này vừa là nói dối đúng không ạ? Vừa nghĩa là nằm. Còn cái đáp án đi lay là đẻ đấy nhá. Để trứng ạ. Thế nào cười đấy. Số 780 ạ. Cả lớp 302 đi ạ. B loại, must continue to. A loại vì đằng trước là were, ừ, là quá khứ. Bây giờ còn C và D. Họ không có đủ, không có đủ học sinh. Cho nên họ phải đóng cửa trường học. Phải là gì các con? Had to. Đó là C ạ. Tom là một selfish boy. Cậu con trai vô cùng ích kỷ. Chỉ quan tâm đến sở thích của riêng mình thôi. Vậy đây chúng ta cần từ loại là một danh từ đúng không? A sai là động từ, B sai là động từ. Bây giờ còn C và D. C là interest là cái mối quan tâm, còn D preference là sự ưu tiên. Vậy mối quan tâm sở thích của anh ấy chính là gì ạ? Own interest. Đáp án C ạ. Chỉ quan tâm đến mỗi sở thích của mình thôi. 782 ạ. Tình bạn là một cái mối quan hệ hai mặt. Tức là có cho đi và có gì nhỉ? Nhận lại. Và chúng ta hai mặt là đến từ hai phía chứ không phải là hai mặt là trở mặt đâu. Chán đời. Vậy câu số 782 các bạn chọn cái gì cả lớp? Đáp án A ạ. B không được bởi vì có dấu gạch ngang không có S gì ạ. Thực ra cái 1.000 câu này này là hoàn toàn là ngữ pháp của sách giáo khoa cũ lớp 12. Tiếp. Số 783. Cô ấy chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học. Cả lớp ấy kỳ thi vào đại học các bạn dùng từ nào? Chính xác, examination. University entrance examination là kỳ thi đầu vào đại học. Cả cụm từ đấy luôn à. Còn participation là sự tham gia. Tournament là kiểu như là những cái cuộc vòng loại đúng không ạ? Vòng loại. Và attention là sự chú ý. Đáp án A ạ. 784 ạ. Có đứa nào có cái cặp của bà già không? Cái cặp mà cặp càng cua ấy. Ừ, đúng rồi. Cho cô mượn cái cặp của bà già. Già. Cặp như bà già. Tiếp là câu số 784 ạ. Change là gì đấy cả lớp? Là thay đổi. Become là trở thành. Ôi. Train for là đào tạo, train là đào tạo ạ. Và study for là nghiên cứu học. Khi anh trai tôi rời khỏi trường thì anh ấy đã quyết định như thế nào? Thay bằng cái việc là anh ấy như nào đấy nhỉ? Học cái gì nhỉ? Ngôn ngữ. Vậy là anh ấy quyết định như thế nào đấy cả lớp? Trở thành
đúng không ạ? Đan bi à? Tóc của giày của cái cặp này to nhỉ. Đấy, xịn đấy, xịn đấy. Chưa, cặp vào phát thành bà già luôn đi chưa? Chả thế, để bà già. Trông như bà già. Ông búi gãy tóc còn ạ. Hỏng cái tóc. Bảy chứ. Nào, 785 nhá. Bạn không thể nào 3.1 thứ gì mà cô ấy nói được. Believe là tin. Reply on. Dựa vào. Count on cũng dựa vào. Imagine là tưởng tượng. Vậy bạn không thể nào gì nhỉ? Tin bất kỳ cái gì mà anh ấy nói được. Đó sẽ là bạn ơi. Câu 786 cái chương trình to verb, to go. Attract là thu hút. Suggested là gợi ý. Appear là kêu gọi. Và persuade là thuyết phục. Ở trong này thì có duy nhất một cái từ có thể đi với to verb, đó chính là persuade somebody to verb. Thuyết phục ai làm gì. Anh ấy thuyết phục bạn của anh ấy để đi khám trại với anh ấy. Persuade somebody to verb. Nói to lên. Bây giờ cái danh hiệu người đàn ông lắm mồm chính thức được chuyển sang Bảo và Dương. Vâng, Trường nữa. Trường à. Tôi không nói nữa. Câu tiếp theo ạ. Câu số cả lớp có xem cái bộ phim hoạt hình Lava mà con sâu hại con ấu trùng không? Trường á, Trường này không khác gì cái con màu đỏ à. Giống cực. Tiếp, anh này là vàng. 787. Màu vàng có quả nước mũi kinh dị đúng không? Nào. Nào. Xấu xấu bẩn bẩn lại có người yêu đúng không? Nào, far more people. Để tôi nói con màu vàng, tôi nói anh đâu nhá. Anh này dỗi. Đối với rất là nhiều người thì việc xem bóng đá ở gì nhỉ? Vào buổi chiều thứ bảy còn thích hơn là việc chơi bóng đá. Ở đây chúng ta có từ watch là xem. Stare là nhìn chằm chằm, stare at. Look thì phải look gì? Look at. See này là nhìn. Đáp án gì ạ? À? A, watch. Bởi vì xem TV là phải watch, xem chuyển động phải là watch. Còn đây cái chân từ wild, đây là hoang dã là tính từ. Vậy tính từ thì đứng cạnh nó cũng phải là một tính từ nữa. Vậy trong bốn cái này đâu là tính từ? Freedom mà là tính từ ạ? Chết. Yeah, free, đáp án đây. Trong thế giới tự nhiên thì có loài động vật là hoang dã và được thoải mái tự do. Còn freedom là danh từ. Sự tự do. C là trạng từ. Không có đáp án đi. Câu 789 hay chương từ speak. Let somebody cùng verb. Cho phép ai làm gì? Let somebody cùng verb. Allow somebody cộng to gì? To verb. Add cũng cộng với gì? To verb. Theo cũng cộng gì? To verb. Vậy thì từ speak ở đây không có to thì đáp án sẽ là gì? A. Let. Số 790 ạ. Nhờ ai làm gì ạ? Đây chỉ trò. Ai? Bảo á? Bảo gần nhà nó à? Cười gì ạ? Cái lúc này một cười nhà tôi chỉ đang nghĩ là cái gì mà cười. Một cười lạ thật. Kiểu các như kiểu ông các bà ấy đang đi hút cho một mình thì sao? Nào, have something ở phần thứ hai. Nhớ nhá, không rủ em. Đó gì ạ? Repair. 794 ạ. 791. Doing business. Câu 790 là C nha. Kinh doanh là một. Doing business in a foreign country. À,
Ok, là một cái công việc mà có thể ở kinh doanh ở nước ngoài là một công việc rất là nhỉ, khó. Không ai dùng tiếng many ở sau từ can cả. Often là thường xuyên. Usually là thường, không ai dùng ở động từ khuyết thiếu cả. Và nearly là gần như, có very thì không có nearly. Là be. Có thể thường xuyên rất là khó. Câu 32 các bạn nhớ nhá. Cái câu này của chúng ta ấy là cái câu bị động với lại mệnh đề phụ tân ngữ. Thì bao giờ sau believe cũng phải là to verb. Đáp án đây, người ta tin tưởng rằng trên 300 loài cây đúng không ạ? Từ sau là to be là to verb nha. Believe là rằng là to verb. Số 793, how sẽ là gì? How to do. Giáo viên giải thích cái cách để giải quyết vấn đề. Bao giờ là how to do? Đó là gì? Bảy chín tư có từ is và từ so. Như vậy là sau đó phải là một tính từ. Ở đây mình có hai tính từ mà các bạn cần nhớ. Đó là forgettable và gì nhỉ? Forgetful. Forgettable là gì nhỉ? Có thể quên được. Đấy là một cái nỗi buồn trong tôi, nhưng mà tôi nghĩ là tôi có thể quên được nó, đúng không? Forgetful là hay quên mà ngoặc đãng trí. Như là mẹ cô, chồng cô là bây giờ luộc trứng thành than, luộc luộc ngô thành ngô nướng, chán. Mà mẹ cô bây giờ cũng chưa đến 60 tuổi, còn 57 năm mấy, 6 năm 7. Chả hiểu sao nhớ nhớ quên quên điện thoại. Đi làm quả vứt luôn ngoài vườn. Đi mai không ra là về mà con gái mua cái mới, xong sao đi ra tí vườn lại tới điện thoại vườn. Chán. Khổ. Chứ gì đã hay quên, mà không biết là mẹ cô sợ cô mẹ cô mấy tuổi nữa thì mẹ cô quên nhiều lắm. Thật sự nha. Tuổi già này cái sợ nhất là cái sợ quên. Đáng chí. Nhưng mà đặc biệt. Nói chung mà sợ lắm, chứ quên cả những người xung quanh ấy, sợ cực. Em bảo đây là ai? Nào. Anh ấy để quên sách ở nhà. Vậy có nghĩa là anh ấy là người như nào? Đãng trí, đáp án đi, forgetful. Đúng vậy đúng không? Chuyên quên vở, quên đề. 795 à. Please come in. Vui lòng bước vào đi ông John. Thì đây là it's free. Thì nhờ, đây nó là gì nhỉ? Thoải mái được thì nhìn cái lớp chân từ free. Tất cả cái tính từ bao giờ là từ vựng. Vào đi đúng không ạ? Ông John đang nhà rảnh nếu thể gặp bạn rồi. So see. Tùng trả lời câu hỏi. Make somebody cộng gì? Đứa nào mà nhắc nó là hôm nay đứa đấy là không phải ở lại được luôn. Được đi về khỏi liên hoan luôn. Tùng. Make somebody cộng gì? Gõ luôn, nhanh. Vâng, make somebody cộng với lại verb nguyên thể. Đoán bi ạ. Nghe bài You make me cry, you make me smile chưa? Tí nữa hát bài đấy nhá. Hát để nhớ. Đoán bi ạ. Về đi, mày về luôn đi. Câu tiếp nào. Câu số 794 ạ. Bạn đã quên 797 ạ. Bạn không thể nào khiến cho bắt mọi người học được nếu như họ không muốn. Vẫn là công thức đấy. Đáp án là gì Thùng? Vừa anh vừa đọc xong mix somebody cộng cái gì đấy? Vâng, đáp án đây. CC. Nghe không? 798 này. Dramatically là nhanh chóng và bất ngờ. Thrillingly là giật gân. Contemporary là cùng thời. Cùng thời. Và picturesque. Ở đây là gì? Cả lời đẹp như trong tranh. Chủ nhật đứa nào thích đi chơi với cô không? Đi ở đây, cô đi dự tiệc ở trên đọc ngoại ngữ. Năm nghìn một đứa thêm nè. Nhưng mà có 1.000, có 1.000 người dự chứ mấy. Được ăn tiệc buffet. À, dress code là trắng đen. Đã biết. Hôm đấy tôi sẽ lộng lẫy nhất có thể. Hãy đợi đấy.
Cho bọn kia lu mờ luôn hiểu không? Ô, nó đùa, bọn bạn cô nó kiểu nó là giáo viên, nó giáo viên kiểu giáo viên trường công ấy, cho nên là nó ăn mặc kiểu nghiêm túc lắm, nó không như cô đâu. Hôm nay cô sẽ kiểu giống như kiểu đi dạ hội luôn nha. Hãy chờ đấy. Ok, chứ bị gì mà bị tên nhỉ, đúng không? Chuyện nào, xin the liberation. Kể từ khi mà liberation của chúng ta có nghĩa là kiểu như là được giải phóng và tự do, thì thành phố đã thay đổi 3 chấm trên mọi lĩnh vực. Vậy là thay đổi một cách nhanh chóng, đáp án A. Và từ trên chỉ đi với từ dramatically. Nó là kiểu như là một cái cụm từ cố định, các bạn nhớ không? Đây, nó vừa thông báo. Trẻ con thì nếu mà đi thêm thì free, còn người lớn thì đi thêm là 100, của bọn cô là đóng 300, thì bọn cô là còn mời cả kiểu thầy cô giáo cũ ấy. Một lớp thì chỉ có hơn 20 đứa thôi, nhưng mà bọn cô có tới tận 20 lớp khoa tiếng Anh sư phạm. Thế nên ra nó đông, xong là còn cộng thêm với lại kiểu các thầy cô giáo cũ ấy. Số 799 á. Let là để lại, provide là cung cấp, borrow là mượn. Mượn nhá, và lend là cho mượn nhá. Bạn có thể và chấm tôi 10 pound được không? Vậy bạn có thể gì nhở? Cho tôi mượn không? Cho tôi mượn khác với từ mượn nhá. Borrow là mình mượn, có lend là cho mượn. Đáp án đen đi. Gunman là người đàn ông có khẩu súng kia kìa. Đã 3 chấm, 3 lớp phi công là thay đổi hướng. Cái lớp trên rồi tu verb đi ạ. Make thì không thể rồi. Make thì công verb rồi. Control thì không công thức đi với tu verb. Control chỉ là kiểm soát cái gì thôi đúng không? Bây giờ còn demand và force. Demand chỉ là yêu cầu, còn force là ép. Nếu mà đó là người đàn ông có súng thì phải là gì? Ép. Công thức của chúng ta là force somebody cộng to verb. Ép ai làm gì? Ánh với lại cái Thủy nó xin đến muộn, thì nó hoàn toàn thủng rồi đấy chả biết. 801 à. Cái điều duy nhất mà cái gì nhỉ? Anh trai của bạn cần phải làm bây giờ, đó chính là cố gắng vượt qua kỳ thi. Anh trai cần phải làm là chủ động. Và chủ động sẽ là gì cả lớp nhỉ? Need to verb. Và brother của chúng ta ở đây là số ít, cho nên need phải thêm s. Đan baby. Rất là may mắn cái máy này đang không như thế nào khi mà nó gì nhỉ? Bị gì nhỉ? Bị bắt lửa. Vậy là rất là may mắn như cái máy này nó không bị gì nhỉ? Bị hủy hoại đúng không ạ? Bị hỏng. Đúng không ạ? Bị phá hủy trong khi mà gì có vụ cháy xảy ra. In order của chúng ta có nghĩa là gì đấy ạ? À? Theo thứ tự. In you là đang sử dụng. In progress là gì đấy cả lớp? Đang trong một quá trình. Và in rule là phá hủy. Vậy là may quá. May quá là cái máy này nó không sử dụng đúng không? Nó không vận hành khi mà nó gì nhỉ? Khi nó cháy. Đàn bi ạ. In use. Rồi tiếp theo cái chương trình Heaven Scene hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành dùng scene là for thôi. Cái mốc thời gian nó còn dùng cái gì? Mốc thời gian dùng cái gì cả lớp? Scene. Mấy hôm nay có mấy bạn đi luyện đề của mấy cái buổi sau này đề khá là khó. Thì các bạn có thể xem những cái đề đấy nhá. Chúng ta không biết trước được là cái đề này nó sẽ như thế nào đâu. Đề khó lắm ạ. 804 ạ. Ở đây cái chương trình tomorrow. Nếu như câu có tomorrow đối với mình để phụ thời gian quen thì bao giờ là dùng hiện tại hơn. Còn vế còn lại sẽ là gì đấy nhở? Tương gì? Tương lai. Như vậy đó chính xác ta sẽ là đáp án gì đấy cả lớp? Hả? Yeah, B. Tại sao đáp án này không được? Vì you không đi với come thêm S gì? S gì được. Câu tiếp theo này các con. 805. Chúng ta có thể chèo thuyền trong vòng 10 ngày. Có từ to, can không đi với to, must không đi với to, ought to và should thì đi với gì nhỉ? Động từ nguyên thể. Đáp án gì ạ? C. Nên. Will thì không đi với must. Will be thì không có thể loại will be to được. Tôi e rằng bạn sẽ phải chờ lâu đấy. Phải là gì cả lớp nhỉ? Have to. Còn have got là có. Đó đây. Câu 807 ạ. Mời ai đến đâu, công thức là gì? Invite somebody cộng cái gì ạ? Vâng, to verb chính xác. Đáp án chúng ta sẽ là đáp án gì ạ? B. Câu 808 ạ. Ở đây các lớp có chân từ days. Đếm được không?
Đếm được vì có s gì? Đếm được thì không dùng amount. Vì amount là cộng với danh từ không đếm được. Không dùng figure, không dùng sum luôn. Tất cả những từ amount, figure và sum là đều cộng với danh từ gì nhỉ? Không đếm được. Cho nên sẽ là be a number. Đáp án 09 ạ. Trust là tin tưởng. Understand là hiểu lẫn nhau. Sympathetic là cảm, sympathy là sự cảm thông. Tình bạn tốt thì nên dựa trên, thực ra cô nói thật với cả lớp là không chỉ là tình bạn, nó tất cả bất kỳ một mối quan hệ nào thì nó đều phải có sự gì nhỉ? Tin tưởng lẫn nhau. Ở đây mình có từ trust, từ understanding, từ sympathy đều được. Đáp án đi. Và cái từ mutual là lẫn nhau nhá. Số 810. Ê. Anh tin tôi không? Tin tôi không? Trả lời đi. Để còn quyết định hôm nay số phận của anh như nào. Có hay không? Remain cộng với tính từ. Ở đây mình có hai tính từ là A và B. Loyal là trung thành. Friendly là thân thiện. Bất chấp rất nhiều sự thay đổi trong cuộc sống, anh ấy vẫn còn chấm 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 với tất cả những quy tắc làm việc của mình. Yeah, trung thành đúng không ạ? Đàn B. Có những người quá là cứng nhắc đúng không ạ? Đôi khi thì quy tắc chỉ là quy tắc thôi đúng không ạ? Trong một cái bối cảnh khác nhau thì mình phải áp khác nhau đúng không? 811 ạ. Tôi không thích cậu con trai này bởi vì cô ấy, cậu có một cái nhìn rất là như thế nào trên gương mặt. Careful là cẩn thận. Illegal là gì biết không? Bất hợp pháp. Sneaky là lén lút. Và happy là vui vẻ. Vậy là tôi không thích cậu con trai đó bởi vì cậu có một cái gì đó gì à? Lén lút. Ví dụ như là cái thằng nó đi học cùng với tôi như vậy. Nó không lén lút đâu nhưng mà nó lắm, rất lắm mồm cả lắm. Đáng thứ 12 ạ. À? Cái gì? Make a fuss là gây tranh cãi. Do a thing là làm một thứ gì đó. Không có keep a fuss, không có do a noise, chỉ có make noise. Make thì có nha, là gây ra tiếng ồn, không có do nha. Tôi không muốn gây tranh cãi đâu, cho nên tôi giữ im lặng. Đáp án đây, make a fuss. 813 cái chân của xin ạ. Hiện tại đến thời điểm này, lớp này là sợ lớp đông nhất luôn. Trong các lớp. Vâng. Đông nhất trong cả lớp ấy. Xin là hiện tại hoàn thành đúng không ạ? Đáp án sẽ là đáp án B là C. John, có từ anything thì phải là phủ định nhá. Đáp án B ạ. Sau đó đến A1. A1 đông thứ hai bởi vì A2 rất là nhiều bạn chuyển sang A1. 814 ạ. Trong một vài ngày gần đây thì có một cuộc họp rất là quan trọng. Có lẽ cái chân từ in, cứ có in có cái danh từ thì nó sẽ là tương lai. Và có thì there, bây giờ phải there cùng to be đúng không ạ? Cho nên sẽ là there will be. Các bạn xin nhớ nha, ngày xưa các bạn học there is, there are đúng không ạ? Sau there thì phải là to be rồi. Số 815. Chúng ta có cụm từ là hòa hợp với ai, các bạn dùng gì nào? Yeah, get on well with, hòa hợp với ai. Keep on là tiếp tục, còn take on là đảm nhận nhiệm vụ gì đó. Tạm bên đây, nhớ nha, get on well là hòa hợp với ai. Câu 7816 cách trong từ bài. Cứ sắp 10. Cứ có bài. Ô thế à? Cứ có bài sẽ là hoàn thành. Cung cấp cho mấy bộ bài, mấy quả ổi, ít mì tôm, trứng, vẫn cười nhỉ? Hả? Tập đi á? Rồi, có từ receive là hiện tại đúng không ạ? Hiện tại thì đi với tương lai. À, hiện tại đi tương lai cho nên sẽ là will have left. Đi ạ. À. Chúng mày cứ bảo là ở nhà cô là bố mẹ. Không giấy đâu. Ồ, có uy tín mà, không phải lo. 817 ạ. À. Ở đây cả lớp ở trên cô từ thúc là quá khứ.
Quá khứ thì đi quá khứ đáp án A loại. Nhưng cả lớp quay chân rồi all the letter. Tất cả các bức thư. Tức là phải viết xong. Cho nên nó phải là quá khứ hoàn thành. Đáp án B. 821 ạ. Không dùng Shell đâu nha. Tôi đã và đang tiết kiệm tiền bởi vì tôi muốn mua máy tính. Quên. Tôi nhảy khiếp thế nhở. Bởi vì là lúc cô lướt cái này xong nó cứ bị đẩy đẩy lên nhanh lắm. Ok, câu 818 ạ. Cả lớp trên là yes ra đây. Mặc dù từ xăm tinh là từ chỉ vật nhưng cả lớp ghi nhớ. Từ happen không bao giờ có bị động. À, có một thứ gì đó xảy ra. Đáp án A. Câu tiếp. Rất nhiều các cái loài và nhiều cái gì nhở? À, loại cỏ mà sử dụng ngày hôm nay. Cả lớp trên từ originate là động từ rồi. Nó xuất phát từ các loại thực vật. Vậy thì rõ ràng có một động từ rồi thì đằng trước nó phải như nào có lớp nhở? Một là dùng verbing, hai là dùng phân từ hai để giữ gọn, và ba là dùng một cái cụm nào đó. Đáp án A sai bởi vì cỏ đúng không ạ, được sử dụng thì phải là bị động. Đáp án A sai. Đáp án D sai nếu giữ gọn cả chữ A đúng không ạ, cho các bạn dùng từ in use. Use là đang được sử dụng. Câu nào để xe bị chạch ở ngoài vậy, cho vào đi. Cho ra đi, ra đây nhá. Con này bật điện cho nó, con này bật điện ngoài cho chúng nó nhìn. Chán đi cuộc đời. Tôi văn miếu à? Ai đi? Thế nào đi? Hai đứa rồi. Thế à? Nhìn là biết. Đóng cửa vào dai ơi. À, Dương vào đi. Cái gì đấy? Xin biết là gì? Xin biết là gì? Đi đi mẹ ơi. Không vâng. Mẹ chồng các bạn mẹ đẻ. Mẹ đẻ cực kỳ chân chất, chân phương dã mà. Không làm cái gì, không bao giờ đi đâu hết. Mẹ đẻ cô là một cái người kiểu thật thà này, hiền lành, chất phát. Kiểu không biết kiểu trang điểm cái gì. Mọi thứ là từ quần áo đến sữa rửa mặt, tất cả mọi thứ đều là cô mua. Chứ mẹ cô trả, cô cứ mua về cái gì thì mẹ cô dùng cái đấy. Nếu mà không có cô chắc chả bao giờ mẹ tôi biết đến sữa rửa mặt, chả bao giờ biết đến kem dưỡng, hay là chả bao giờ biết đến kem chống nắng đâu. Toàn cô mang về hết. Xong là kiểu mẹ cô lại ở nhà mà không đi đâu ấy. Xong là kiểu đẹp quá mấy bà cứ bảo là bà đi chăm sóc già, xong là kia các kiểu. Mình cười lắm. Xong mẹ cô bảo là đâu con Thùy nó mang cái gì mà tôi dùng cái đấy. Nó cho tôi mua cái gì tôi mua cái đấy. Nào số 820 nhá. Các con gạch chân cô từ que đây ạ. Ở đây, đây là một cái mệnh đề chứ không phải là câu hỏi. Cho nên chủ ngữ đứng trước, động từ đứng sau. Mà từ as là quá khứ, chứ không phải là quá khứ ạ. Đáp án A. 821. Làm rồi, C. À đâu, 821 chưa nói à? Nếu đã và đang tiết kiệm tiền, thì có nghĩa là cái kế hoạch để nó diễn ra rồi. Tức là chắc chắn nó xảy ra. Và chắc chắn nó xảy ra sẽ là am going to. Đáp án C. Tiếp theo cái trường từ before, áp thành be đơn. Sau before là quá khứ đơn, thì với còn lại là quá khứ hoàn gì ạ? Hoàn thành, đơn be. Nhớ lại đấy nha, đôi khi những cái đơn giản khi đi thi là quên đấy ạ. Số 823, cái chân của từ usually. Đằng trước từ rain là hiện tại đơn đúng không? Vậy đằng sau usually cũng là hiện tại đơn. Nhưng nếu đằng trước là quá khứ thì đằng sau usually phải là quá gì ạ? Quá khứ. Nó là có cái sự song song với nhau. Đáp án C. A làm gì? John làm gì? Không, nó phải thêm messy. 824 ạ. Cái chân nó có từ will.
Tương lai thì đi với hiện tại. Đáp án gì ạ? Baby. Chết, mưa này thì tí khỏi mua, đi mua luôn. Bảo đi mua ngay từ trước thì không. Tí nữa cho mình mượn chìa khóa ô tô mày đi. Cho mượn chìa khóa ô tô đi. Mày nghĩ gì? Tán cho mày làm à? Cả lớp chưa được announcement. Đây là tuyên bố. Tất cả những cái gì liên quan đến nói đến phát biểu và âm thanh là make. Make a speech đã ra bài phát biểu. Make announcement. Tuyên bố. Make noise là tiếng ồn. Tất tất tuyệt mọi thứ đều là make hết. Đàn bì ạ. Tám hai sáu này ghi nhớ này, đã là danh từ ghép thì phải có dấu gạch ngang, và dấu gạch ngang thì không có s gì ạ. Cho nên câu này của chúng ta sẽ là gì nhỉ? 5 year old nào bạn ơi. Chết rồi, rồi cô sạc cái này không tí. Tí nữa lại karaoke hả? Karaoke đi yêu cầu hả? Thì có cô đừng nói chuyện nha để nghe dễ nhá. Câu tiếp này, hoàn thành cái bài phát biểu 3 chấm, học sinh yêu cầu anh ấy đặt câu hỏi hay là anh ấy yêu cầu học sinh đặt câu hỏi? Con bỏ cái này xuống. Ông ấy vậy, ai vậy thì đúng như là ông ấy phải là người yêu cầu đúng không? Vậy sẽ là tỷ hi. Vậy đáp án sẽ là đáp án gì ở B? 828 út ra giờ cộng verb hoặc út ra giờ cộng chủ ngữ cộng với động từ. Bố mẹ ông ấy muốn ông ấy là rời khỏi vào ngày mai. Ở đây chúng ta có từ út ra giờ, ở đây chúng ta bắt chúng ta dùng hai từ thì không thể nào mà vấp nguyên thể được. Út ra giờ phải đi với him đúng không ạ? Bây giờ còn leave và left thì út ra giờ chúng ta hãy coi nó như là công ước thì nó phải là quá khứ đơn. Đáp án đen đi. 829 chúng ta có từ xin ạ. À? Có từ xin thì là gì nhỉ? Hiện tại hoàn thành. Đáp án gì ạ? À? Cô ấy có thể bơi kể từ khi cô ấy 12 tuổi. Đáp án C. 830 ạ. À? Cái gì đã khiến cho bạn lâu quá vậy? Tôi sẽ ở đó ngay sau khi tôi tìm thấy chìa khóa cái chân được Will. Tương lai đến hiện tại, đáp án C. 831 gạch chân có từ ago quá khứ. Vậy quá khứ thì đi quá khứ thôi. Chúng tôi đến quá muộn rồi. Cái máy bay này đã sao nhở? Đã cất cánh 10 phút trước rồi. Đáp án A. Số 832 hành lý. Câu hỏi cả lớp tiền lagit hành lý là đếm được hay không đếm được? Đếm được không? Đếm được à? Hành lý đếm được làm sao mà đếm được? Đếm được là nó phải là đồ vật cỡ, có đây là hành lý nói chung ạ. À. Không đếm được thì mình không dùng many. Vậy có thể là A và C. Và không đếm được không dùng S gì. Đáp C. Ủa cái Quỳnh ở đâu rồi nhỉ? Hả? Tiếp à? Số 833. Tôi đã không quay trở lại gì đấy ạ, ngôi làng nơi mà tôi sinh ra khoảng một thời gian rất là dài rồi. A long time là khoảng thời gian, các bạn dùng từ gì ạ? For. Gì đấy? Cô gái. Cái gì đây? Nó bị tung cửa à? Tung à? Tiếp nào, câu tiếp theo. Mưa quá to luôn. Nào, nào, nào. 3834. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng thì trời đang mưa. Hành động đang xảy ra, hành động cắt chân vào đó là gì ạ? 835 à?
Nói rồi. Có the is đây là quá khứ ạ. Bạn phải, lẽ ra bạn phải đến bữa cái cuộc họp ngày hôm qua. Tại sao bạn vắng mặt? Câu này là gì đấy cả Lâm nhỉ? Vâng. Suy đoán một điều gì đấy ạ? Chắc chắn ai làm gì? Nếu mà đáp án C thì sai. Bởi vì sao ạ? Bởi cái việc này là chắc chắn bạn vừa ở bữa tiệc ngày hôm qua, nhưng đây là bạn không đến. Đáp án A và đáp án B sai. Câu này sẽ là đáp án D. Bạn trông đợi là có mặt ở ngày hôm qua, nhưng tại sao bạn vắng mặt? Who are supposed to verb là trông đợi làm gì? 8536. Khai và dẫn là to verb. Nhưng mà ở đây các bạn xem là dùng cái not to verb hay là to verb đây. Bạn sẽ gì rất là tuyệt vời khi mà bạn mở cho tôi cái cửa ở đây. Ở đây trời ngột ngạt quá. So kind to open the window. Câu 837 sau từ busy nhé các con. Busy chấm 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 chấm. Tôi không chú ý đến cậu con trai này. Tôi còn bận rộn đến cái việc tưởng tượng là gì nhỉ? Cách tôi sẽ trông như thế nào trong bộ váy mới. Busy với mình. Bận rộn trong việc gì? Câu tiếp ạ. À? Câu số 838. Cô ấy nhanh chóng nhìn vào trong túi của mình và tiền đã bị biến mất. Đó là vào trong túi look. Vậy cái việc tiền biến mất và cái việc lúc cô ấy nhìn vào túi thì việc nào xảy ra trước? Tiền biến mất trước, và tiền biến mất trước phải là quá khứ hoàn hành. Đoạn B. Số 839. Cả lớp gạch chân cho cô số 13. Số 13 tức là có kết quả, có kết cả phải là hoàn thành. Và đằng sau tôi thích là hiện tại đơn thì phải dùng hiện tại hoàn thành. Đoạn C ạ. 840 có từ were là quá khứ. Vậy thì đằng sau phải là quá khứ. Đáp án gì ạ? C. Was. Tiếp. Take part in là tham gia. Participate in cũng là gì ạ? Tham gia. Join cũng là gì? Tham gia. Vậy đáp án sẽ là đáp án gì ạ? D. Ngô Quyền. 842. Explain là giải thích. Argue là tranh luận. Discuss cũng là tranh luận. Và talk talk là nói chuyện. Công thức của từ explain là something to somebody. Explain something to somebody. Giải thích với giải thích cái gì tới ai, to somebody. Như vậy câu này which này sai. Câu B đây là cãi nhau, trong gia đình thì mình không dùng cãi nhau được. Discuss là tranh luận. Discuss with, tranh luận với ai? Đáp án C ạ. 843 là cái trật tự với Osaka mà. Âu là cũ là tuổi đúng không ạ? Chữ A. Lovely là đáng yêu, là opinion, ý kiến, chữ O. German là nguồn gốc của chữ nhỉ? O2. Vậy theo thứ tự từ nào đứng đầu ạ? Lovely. Đáp án sẽ là gì ạ? Betty. 844 có từ bất quanh từ bất gì ạ? Có từ bất thì sẽ không dùng bất kỳ một liên từ nào nữa. Trong một câu chỉ có hai liên từ, à, chỉ có một liên từ mà thôi. A, C, D loại luôn. Đáp án B là chính xác. Trong câu chỉ có một liên từ thôi ạ. 845. Cô ấy rất tức giận về cái lời nói của tôi. Cô ấy chắc chắn là hiểu nhầm tôi rồi. Ở đây có từ worse là quá khứ. Suy đoán một điều chắc chắn đã xảy ra trong quá khứ. Đáp án baby mơ sao của phần thứ hai. Last week là quá khứ đúng không? Chúng tôi ba chấm tham gia vào kỳ nghỉ vào tuần trước, nhưng chúng tôi đã hủy nó bởi vì thời tiết. Vậy chúng tôi lẽ ra là chúng tôi đã gì nhỉ? À, đi nghỉ rồi. Vậy chúng ta dùng cái từ gì đấy? Had to là phải. Were supposed là chúng tôi được trông đợi là. We're going to là chúng tôi dự định sẽ. Vậy đáp án này sẽ là đáp án gì ạ? C. Dự định là sẽ đi có kỳ nghỉ vào tuần tới. Nhưng 847.
Mình có cụm từ là out of gì đấy cả lớp. Out of gì? Order. Out of order không phải là hết kiểu như là gọi hàng đâu ạ. Mà out of order là hỏng ạ. Hỏng. Chiếc điện thoại này bị hỏng rồi. Out of order là hỏng. Còn out of stock. Stock là hết hàng ở trong kho, biết từ stock mà. Đấy là tám bốn tám cái chân từ best, cứ có so sánh hơn nhất thì phải là hiện tại hoàn thành, và có từ book rồi thì không cần từ ít nữa. Cho nào sao đang đi 849 tương tự như vậy, so sánh hơn nhất thì phải có ever và phải có hiện tại hoàn thành. Và đáp án sẽ là đáp án gì đấy cả lớp? A. Have ever listen. À sorry, có từ were, cô xin lỗi cô nhìn nhầm. Có từ was. Câu 8, cả lớp nhìn câu 848 đó cô này. Câu 848 là did he đúng không? Thì dùng hiện tại hoàn thành. Câu 849 là that were đúng không? Thì phải là quá khứ hoàn gì à? Hoàn thành. Đáp án gì à? C. Quá khứ hoàn thành à? Phải có từ to nha. 850. Advise somebody cũng to verb, khuyên ai? Suggest cũng verb in. Threaten somebody to verb, đe dọa. Insist on cũng verb in. Anh ấy ba chấm tôi là gì nhỉ? À, kiếm một người luật sư tới quan tòa. Vậy là gì nhỉ? Khuyên thôi. Ây ạ. 851. Anh ấy nói rằng cái pudding, pudding là cái bánh kem đúng không ạ? Thì có vị rất là gì nhỉ? Tức là ngon. Thứ nhất, the taste không bao giờ có vô bình. Tất cả những cái gì liên quan đến cảm giác giác quan của con người không bao giờ có vô bình. Cái thứ hai, sau taste thì phải có cái tính từ. Đây là động từ nối ạ. Chỉ có sweet thôi, chứ không bao giờ có sweetly. Đoán B là chính xác. 852 ạ. Is not. Sau to be thì cần liền thì gọi là một tính gì? Tính từ. Ở đây mình có hai tính từ là A và B. Is là danh từ chỉ vật. Con dùng cái gì ạ? À? Surprising. Đáp án này. 853. Let. Thì cộng với verb đúng không ạ? Let somebody. Verb. Đó là một trong từ developed. Đi đi. Như vậy có bài loại. Make cũng cộng với verb đúng không? Thì đi loại. Do thì không cộng với verb được, đó sẽ là gì? C. Have something cộng phần thứ hai. Have something cộng phần thứ hai. 854. Cả lớp bắt đầu từ up with. Catch up with là gì đó con? Theo kịp. Không có take up with, chỉ có take up thôi. Take up là bắt đầu một sở thích. Make up with là làm hòa. Giảng hòa với ai? Và không có work up with. Sau một thời gian vắng mặt rất là dài ở trường, anh nhận ra rất là khó để có thể theo kịp những người còn lại. Làm ơn đây, để cho các anh khỏi nói chuyện nhá. Anh làm bài. Nhóm đầu tiên, nhóm bạn Trang từ câu 855 đến câu 859. Nhóm Quốc Anh từ 860 đến 864. Nhóm bạn Bảo 865 đến 869. Nhóm bạn Phương 870 đến 874. Nhóm Linh 875 đến 879. Nhóm Tuấn Anh ạ, 880 đến 884 ạ. Nhóm các bạn Quỳnh Hương ạ, 885 đến 890. Nhóm các bạn Ngọc Anh ạ, 890 đến 891. Nhóm của bạn Mến ạ, à quên, 890 đến 894 nhầm. 895 đến 800 gì đấy à? 99. Nhóm của bạn Đức 900 đến 904. Nhóm bạn Tùng 905 đến 909. Nhóm bạn Lan Anh 910 đến 914. Cần chưa? Tùng 855 ạ. À? À? B. B sai. Cả lớp nghe này. Câu 855 làm gì được có động từ đâu.
chữ đồng từ làm sao mà rút gọn được, đúng không? Vậy đáp án là làm ăn đi chưa? Chúng ta cần chưa có động từ thì làm sao mình dùng đại từ quan hệ được, làm sao rút gọn được, cover thôi. 856. Giỏi nha. Rough là kiểu gai góc, gai góc. Emotional là tình cảm. Cái giọng của Billie Holiday nó khá là gai góc nhưng lại rất tình cảm, khiến cho cô ấy trở nên nổi trội như là một cái stand out as a jazz singer. Đáp án B, but 857. A sai hay đúng? À rồi, cô ấy đáp án đây là cô ấy nói với tôi, à, cô ấy kể rằng cô ấy sợ. Còn câu B là cô ấy kể với chúng tôi rằng bao giờ cũng phải thâu phải có somebody ạ. Đoán B ạ. Thâu somebody ạ. 858. B. Thứ nhất, nói thôi. Furniture đây là danh từ không đếm được, đây không dùng ơn. Và di và dâu là số nhiều không dùng được. Đoán B, some. Một vài cái đồ gỗ, đồ nội thất nào đó. Đúng. 859. Yes, đây là quá khứ. Vâng, đáp án A, went. Câu tiếp ạ. À. Câu số 860 ạ. À. Đúng ạ. À. Risk cộng với verbing có nghĩa là gì đi cả lớp nhỉ? Chấp nhận rủi ro khi làm gì? Tôi chấp nhận rủi ro khi đi quang đường. 861. Ở đây bốn từ đều đi với từ S được nhá. Con học là gì đấy? S gì đấy? Con học là S gì đấy? As much air là nhiều. As long air là miễn là. As soon air là ngay sau khi. Và far là gì đấy à? Xa. Chúng ta có một cụm từ cố định đó gì à? As far as I know. Như những gì mà tôi biết. As far as I know. 862 ạ. Ở đây chúng ta có từ, đây thực sự là một cái điều đáng ngạc nhiên. Thứ nhất, sâu thì không đi với danh từ, sai. Sắt thì đi với ơn, nhưng mà sắt trước ơn sau. Đáp án đi ạ. Mày nghe gì thằng Tùng, nghe đổ thóc giống thằng ăn đấy. Sắt phải đi với ơn ạ. 863. Nhanh. Câu ước thì chỉ có thể là úp hoặc là quá khứ hoàn thành. Tức là nó có thể chỉ có thể là be hoặc là see thôi. Không có úp đến nắp phần thứ hai. Đây không phải câu điều kiện. Cả lớp vào trong từ was là quá khứ. Quá khứ phải lùi xuống một thì là quá khứ hoàn thành. Cả lớp nhớ nhá. Câu ước thì quá khứ phải lùi xuống một thì quá khứ hoàn thành. 864 ạ. Đúng rồi. Chúng ta có science là danh từ, môn khoa học thì đi kèm với nó thì phải là gì nhỉ? Cũng là môn học nữa, technology, fancy. Còn technique là kỹ thuật. Technician là gì đây ạ? Kỹ thuật viên, danh từ chỉ người. Technology là gì đây ạ? Công nghệ. Và technical là tính từ thuộc về kỹ thuật. 865. At last là cuối cùng thì. At the end thì phải đi với ở. At present là hiện tại. Không có at the finish. Anh ấy đã chờ đợi cái bức thư này rất lâu rồi. Và cuối cùng nó đã đến. Đáp án A, at last. At the end phải có chữ ở nha. Câu 866 cái chân từ is và từ is đi ạ. Nào mời 866 ai đi ạ. Sai. Trong một câu chỉ có hai động từ khi nào, cô này nói rất nhiều lần. Khi có đại từ quan hệ hoặc là that, đúng không? Trong câu này không có đại từ quan hệ thì cái đáp án D thì là đại từ quan hệ nhưng mà bị sai, bởi vì là malas, cái mà là tổ tiên là sai rồi. Chính cái việc malas là tổ tiên của hầu như tất cả các loại vịt, đúng không ạ? Hoang dã thì nó đã được nhỉ, document, tức là đã được ghi chép lại. Đáp án A.
867. Sau to be thì từ còn loại cần tìm nó là một tính từ. Nên đáp án A là chính xác. Symbol là tính từ. Thành công is symbol a matter of work hard. 868 ạ. Check up là kiểm tra sức khỏe toàn diện từ trên xuống dưới. Check out là gì nhỉ? Thanh toán. Check in thiếu chữ cờ đây nhá. Check in là làm đăng ký, làm thủ tục nhận phòng. Vậy tôi bị ốm cho nên tôi gặp bác sĩ để kiểm tra toàn diện về sức khỏe. Đáp án A, check up. Rồi, thế thôi, 869 ạ. Sai. Cạnh chân có từ will have finished. Cứ có hoàn thành phải dùng bài. Đã đi. Câu số 870 ạ. 1 phần 4 tức là 1 fourth. 1 là 1, fourth là số 4 ạ. Đáp án A là chính xác. 871. Thứ nhất, men đây là đếm được. Đếm được thì không dùng si và đi được. Ba chấm, người đàn ông mà có trách nhiệm về những hành động của họ. Rất ít người đàn ông mà có trách nhiệm về hành động của họ. Đàn bi. Mét là điên, đàn ông điên. 872 ạ. À? Sai. Conversation là danh từ. Chứ danh từ cần điền từ loại là tính từ. Mình có A và B. Conversation là cuộc nói chuyện đúng không ạ? Thì phải là tính từ đuôi gì ạ? In. Đó đây. 873. B à? D à? Sai. Holiday là danh từ. Chứ danh từ cần từ loại là một tính gì nhỉ? Tính từ. Và trong bốn cái này đâu? Tính từ ạ? À? A. Delightful. Một kỳ nghỉ rất là vui vẻ. Có thể giúp bạn out of depression. Tức là out of depression, tức là không còn có sự gì căng thẳng nữa. À, vật. Câu tiếp ạ. Câu 874 ạ. Đúng. Vì cái đó phải chăng là customer. Đã là khách hàng thì phải là appointment. Appointment là cuộc hẹn. Hẹn là kiểu gọi là mang tính chất là trang trọng. Còn gathering là ví dụ như chúng ta mà đi chơi với nhau ấy ạ. Bạn bè thì nó sẽ là gathering. Tức là những cái cuộc mà kiểu quây quần tụ hội thôi. Còn thì marriage đây là cưới. Đã xì ạ. 875. Yeah, đúng. Opportunity là cơ hội. Chance cũng là cơ hội. Anniversary là kỷ niệm. Và birthday là ngày sinh nhật. On the anniversary of our wedding. Vào ngày kỷ niệm ngày cưới thì chúng tôi sẽ mời gì nhỉ? Gia đình gì nhỉ? Của bạn tới tham dự của tôi đó. Chứ không mà 1 tháng 4 vừa rồi ông chồng tôi mời tôi đi ăn kỷ niệm ngày cưới. Vâng. Lời nói dối ngọt ngào. Nói dối cả cuộc đời luôn. Mùng 1 tháng 4 là ngày gặp nhau đầu tiên. Mùng 1 tháng 4 là ngày gì nhỉ? Cưới. Ngày quốc tế nói dối. Cả cuộc đời chìm ngập trong lời nói dối. 876 định mệnh đấy cả lớp. Yeah, B. B là cái gì con? Argument là cái gì? Tranh luận. Còn talk chỉ là gì thôi con? Nói chuyện. Còn conversation cũng chỉ là nói chuyện thôi. Ở đây phải là bất chấp chúng tôi cãi nhau chứ tôi vẫn là bạn tốt. 877 ạ. À. Ai là người trả lời kể cả trong từ care of tức là chịu trách nhiệm. Đúng không ạ? Care tức là chăm sóc. Chăm sóc là chịu trách nhiệm về sách vở. Đương nhiên đó chính là librarian, là thư viện. Maid là người hầu gái. Key man là những cái người mà giữ nắm giữ chìa khóa cửa. Housekeeper đây là gì đây ạ? À? Vâng. Housekeeper là những người ở nhà tề gia nội trợ. Đáp vào đây, 878 con. Ok, đúng. Cooker là nồi cơm điện. Chứ không phải người nấu cơm đâu nha.
Còn cookie là bánh, bánh cookie, bánh quy. Còn cook chính là người nấu ăn. Vừa là động từ vừa là danh từ. Đáp án đi ạ. Cook. 8, 7, 9. Tớ lắp gạch chân cho cô từ host là chủ nhà. Và chủ nhà thì đi với gì nhỉ? Khách, đúng. Một cái chủ nhà mà biết quan tâm lo lắng là cái người mà biết cách di chuyển vòng quanh để đảm bảo rằng các vị khách của anh ấy và cô ấy có một khoảng thời gian tuyệt vời. Đáp án daddy, guest. Chúng ta có từ customer là khách hàng, passenger là hành khách, visitor là gì nhỉ? Du khách đúng không? Đáp án đi. 8, 8, 10 ạ. Ở đây chúng ta có A và B. Thực ra là A và B nếu mà bình thường là đều dùng được cả hai, vì sau ập thì có thể là verb in và danh từ. Nhưng vì từ entertain nó có danh từ thì mình phải ưu tiên là dùng danh từ. Chúng ta có cụm từ là means of entertainment, là phương tiện giải trí. Người ta nói là TV là phương tiện giải trí phổ biến nhất, nhưng bây giờ có lẽ là không phải rồi. Số 888, 81 ấy, mình phải nghiêm túc, mình phải như này. Ý nó chụp ảnh này. 881 các con chọn là gì? A. Add to. Đúng rồi ạ. À. Tức là bạn có muốn gì nhỉ? Thêm bất kỳ một cái gì vào cái câu nói của bạn không? Add to. 882 ạ. À. Ở đây chúng ta có từ it's time. Đó là chú ý này. Đó là nhớ cái câu này không? It's time cộng chủ ngữ cộng động từ chia quá khứ đơn. Tức là đã đến lúc tất cả các quốc gia phải hợp tác với nhau rồi. Đàn bi ạ. It's time cộng chủ ngữ cộng động từ chia quá khứ đơn. 883. Thứ nhất, không phải dùng đi với that đúng không? Be và xin loại đúng không? Bây giờ mình còn A và đi. Thế từ grateful là cảm ơn đúng không? Thế grateful thì thường là đi với giới từ gì? Cảm ơn ai giới từ gì? To somebody for something. Giống như thanh cũng là gì nhỉ? Thanh somebody for something. Có nghĩa là cảm ơn ai cũng tu. Còn vì cái gì sẽ là for? Thì sẽ là to. To which? Mấy câu này hơi khó để nhớ nha. Grateful to, viết ra câu đẹp. Grateful to là biết ơn. Câu tiếp ạ. À. Câu số 884. Câu này như là làm trong đề thi không? Sáng nay ai làm nhỉ? Hoặc là tối chiều nay ai làm là có cái đề câu này. Đúng. Tức là tôi cố gắng để đến cái con tàu này vào đúng cái thời điểm mà gì nhỉ? Nó bắt đầu chạy. Chính cái thời điểm đó thì tôi nhìn thấy cô ấy đang đứng đó với gì nhỉ? Những hàng nước mắt lã chã. Vâng. At which? Vì là thời gian thì chính cái khoảng thời gian đó phải là at. 885 con. 885 ở đây chúng ta có từ valley là thung lũng. Located là nằm, nằm ở, phải nằm ở đâu? Vâng, nằm ở cái thung lũng đó. Đáp án sẽ là gì đi cả lớp nhỉ? In which, nằm bên trong. 886. Đáp án C sai. Vì who, ai là chủ ngữ rồi, không có who. Đáp án D sai. Children không dùng which. Ở đây look phải là look after. Đúng không ạ? Và khi dùng thì các bạn gì cả lớp nhỉ? Các bạn à, có câu A và câu B là các bạn để cái after lên trước hay là để từ after ở đằng sau, thì các bạn nhớ là riêng với từ after thì các bạn giữ nguyên nhé, bởi vì nó là phrase verb. Cho nên là sẽ đáp án A. 887 à? Hà Nội là thành phố mà số lượng dân của nó, đúng rồi, của nó là của gì đấy à? Của Hà Nội, danh từ chỉ vật. Đàn B à? 888 ạ. À? C là sai. Cả lớp thấy từ has đằng sau không? Nó là động từ. Như vậy thiếu một chủ ngữ chỉ vật đúng không ạ? Đàn bi. Anh đứng dậy đi về đi. 889 ạ. Protect somebody from. Viết cho cô đây ạ. Protect somebody from. Là ngăn cản ai khỏi việc gì. Đó là sự thật, khi mà những cái loại bánh xà bông tắm có thể ngăn cản chúng ta khỏi vi khuẩn. 890 ạ. Thứ nhất, cô ấy có hai cậu con trai. Và bây giờ chúng ta thì nhỉ, thấy ở đây là có dấu chấm. Con ạ, à, dấu chấm thì con không thể nào mà dùng whom được.
Vì dấu chấm trùng đại thì con lại chỉ nối hai câu đúng không ạ? Vậy con phải dùng thế nào đây à? Both of them. Có hiểu không? Đây là dấu chấm mà. Có nghĩa là hai cái câu này đã nối với nhau đâu mà con được phép dùng đại từ quan hệ. Đúng không? Xì à? Bị lừa nhá. 891. Ây. Câu này lại sai. Câu này là dấu phẩy. Câu 8, 890, 891 khác nhau. Đây là chấm. Đây là phẩy mà. Phẩy thì nó là đại từ quan hệ. Tôi đã gặp những cái người bồi bàn này và một vài người trong số họ thì đây là phải là gì? Whom chứ. Trời ơi. Cái câu cần cần whom hay không whom? Cái câu không cần whom thì lại whom. Còn vì sao nó là whom các bạn biết rồi. Vì là sau of chỉ có whom thôi đúng không? Không dùng who dùng that được. 892. Hả? Đi. À rồi. Ba trong số chúng đúng rồi. Three of which. Thay từ Rosie hoa hồng. Câu số 893. Đi à? Ở đây cả lớp bạn chân tôi đi sai đợt đi à? Bây giờ câu này của chúng ta có là John. Ôi rồi. Sai. John. Nếu như con nói về đây còn có từ that nữa mà con. Các lớp nhớ that thì bao giờ phải là bị động đúng không? Thì phải là John đã đi nhờ, được hình dung và được tin tưởng rằng đúng không ạ? Những người cô gái, có con gái của cô ấy là, à đây không có to be nhỉ? Không có to be thì phải là unbe được. Cái đoán bi ạ. Sorry, không nhìn thấy to be ạ. Vậy câu này sẽ là rút gọn của mệnh đề đúng không ạ? Believing. Còn đáp án A không được, không có to be và không có bị động gì cả. Câu đáp án D không được bởi vì đây không dùng rút gọn với verb ạ. Tiếp đi con, 894 ạ. B. Tại sao lại leaving? Người ta ước tính rằng không có nhiều hơn 200 cái loài hổ này sống chứ. Sẽ lại rời khỏi. Leaving chứ con. C chứ. 895 ạ. Nhìn quá, nói rất là to. Mượn bao nhiêu tiền từ đâu? Những bạn nào mà hôm nay được được gì nhỉ? Được học hôm nay thì các bạn sẽ biết. Ở đây là mượn nợ ai tiền thì các bạn dùng giới từ gì cả lớp? Hả? From thì chết rồi. Thế hôm nay là chữ thầy giả thầy. Có đứa nào có cái đề sáng nay không nhỉ? Đề lúc nãy không nhỉ? Mình sẽ có cái to và for. Có to và for. Nếu đúng rồi, dùng for. Tiếp. For. Đi con. À, sai. Cái từ own là sở hữu. Bằng từ have. Tất cả những cái gì liên quan đến sở hữu không bao giờ được dùng verb. Ví dụ trường có một con lợn và nhà 8 con chó ở nhà. Thì bây giờ kể có từ now chứ thì chị cũng chỉ dùng là have thôi, không mà dùng là is having được. Từ having ấy, nó chỉ dùng khi mà nó là chỉ nghĩa ăn thôi đúng không ạ? Cho nên nó sẽ là đáp án C. Hiện tại đơn thôi. 897 à? B. Ở đây chúng ta có rất nhiều hành động. Sai. Vì câu này là action là danh từ chỉ vật. Thì phải là be động. Phải là đáp án C ạ. À? Rất nhiều hành động nên được áp dụng để bảo vệ. Trời ơi, ba cái đầu của tôi. Câu số 8 là 93. 898. Nếu như mà bạn gọi điện cho họ thì họ sẽ chắc chắn đến. Đúng rồi. May quá đúng đường cầu. Hiện tại đi với tương lai 899 á. May quá đúng cầu nữa. BG của Vô Bình. 900 ạ. B đúng. Vì là chúng ta có từ gì nhỉ? Đôn thì phải gọi là dùng any. Thôi nói ít thì có nở hay nhỉ? Nói lắm lên. Đôn là phủ định thì không dùng nâu, không dùng năn được cả. Mà phủ định thì không dùng xăm đúng không ạ? Chỉ có dùng any thôi. 901. Đi. Ở đây chúng ta có từ until. Từ introduce là quá khứ. Thì phải đi với quá khứ. B loại, C loại. Câu A loại vì đứt đần gì nhỉ? Động từ lại chi đi đúng không? Đáp án gì nhỉ? Đi là đáp án chính xác. Tốt. 902 ạ. À? Đúng ạ. Shopping. Hôm nay là mấy anh này được cái không bị gì là nguyên rủa.
Hôm trước cái lời nguyền cứ là cứ hai ngày là nhóm lại y như rằng là zero. Hôm nay có thêm Đức phát là mất lời nguyền luôn. Mất Tuấn Anh. Tuấn Anh xem là như nào này. Nên là hố đen vũ trụ này chết giờ. Black ship, wet blanket đúng không? Tiếp. Câu số 903 còn. C. Đúng. Brock là quá khứ ạ. Stole là quá khứ. 904 ạ. Nói ít thôi. Thì được cái gì về quan được không? Xét là cái gì vậy? Họ ngồi cạnh nhau chứ. Sao lại xét là xét đạn cả? Ok. Vào buổi sáng hôm nay quá khứ ạ. Đan bi. Send. 905. Ok đúng. Khi mà họ đang xem bóng đá thì điện cắt. Hành động đang xảy ra, hành động khác chen vào. Đằng trước là quá khứ, tiếp diễn là cái sau là quá khứ đơn. Tốt. 906. Từ always thì nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là dùng đơn, hai là dùng tiếp diễn. Nếu dùng đơn là chỉ thói quen, không ảnh hưởng tới ai cả. Còn dùng tiếp diễn là chỉ hành động lặp đi lặp lại gây khó chịu của mình cho người khác. Khi tôi còn học ở trường cấp 2 thì cái cậu con trai ngồi cạnh tôi lúc nào cũng nói. Tức là mồm như đít vịt, đúng không? Như vậy con này phải là quá khứ tiếp diễn á. Đáp sẽ đoán gì ạ? A. 907. Hả? Mẹ của tôi đã vẽ bức tranh này khoảng một tuần và bà ấy vẫn chưa hoàn thành nó. Đúng rồi. Hasn't finished. Số 908 ạ. Khi mà tôi nhìn thấy cô ấy trên đường thì cô ấy gì đấy ạ? Đi á? Đi là cái gì? Vô mình một mình nó là cái gì? Vâng. Khi tôi nhìn thấy cô ấy trên đường thì cô ấy đang mặc một cái váy hoa hồng. Đáp án C. Hành động đang xảy ra, hành động khác chen vào. C ạ. Tôi nó còn làm đúng hơn. 909 ạ. Đi, đúng. Before đi với quá khứ đơn. Đó chính là quá khứ hoàn thành. Đẳng cấp đấy nhờ. Vâng, còn những câu cuối cùng mà chúng ta làm nốt nha. 910. C. Sai. Đó lắm nghe này. Ago là quá khứ. Nhưng bread and butter đây không phải là hai thứ. Bread and butter là bánh mì phết bơ. Là tên của một món ăn. Vì thế cho nên nó sẽ là worse. Bánh mì phết bơ là món hàng ngày gia đình tôi ăn. 911. A. Đúng. Hiện tại hoàn thành đi với từ for. Chuẩn rồi. 912. Bạn có biết là cái gì cần, đúng không ạ? Nó cần như thế nào để có thể trở thành, ok đúng rồi. It lies để trở thành một superstar. 913. Đi. Đi á. Tôi sẽ đến rạp chiếu phim vào tối ngày hôm nay. Tôi rất vui, đúng không ạ? Khi mà gì nhỉ? Bạn sẽ gì nhỉ? Đến với tôi được chứ? Ở đây các bạn dùng nice thì bao giờ là nice. Vào nice to meet you đi ạ. Số 914 ạ. Vào finish của vợ mình. Hoàn thành việc gì ạ? 915 ạ. John nhận thấy cái việc nói I love you chấm 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 là điều khó nhất để làm. Ủa, đáp án là gì đấy? Say hello to, say goodbye to, say chấm 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 to. Đáp án gì ạ? B. 916 ạ. Ở đây cả lớp cả trường tôi 1.000 người. Không dùng pitching được. Pitching là chỉ có 2 người thôi. Within là trong trong phạm vi ạ. Ai nói là trong phạm vi được. Các bạn dùng đáp án A. Among. Đừng đọc là among nhá. Giữa 1.000 người thi đấu, chỉ có một người duy nhất có thể nhận được giải thưởng thôi. Số 917. Hesitate cộng gì ạ? À? Ngập ngừng do dự để làm hesitate cộng gì?
Câu này đưa cho mến này. Câu tiếp theo là câu số 9 năm 18 ạ. Happy cộng gì đấy cả lớp? To verb, to go. Như vậy là gì nhỉ? Hầu như tất cả các học sinh đều hạnh phúc để đi tới trường. Đúng không ạ? Như nào có lớp nhỉ? To acquire đúng không ạ? Để đạt được kiến thức. Vậy con này đáp án sẽ là gì ạ? C. Sướng không? Sướng nhỉ? Phải sướng không? Không lóc gì à? Không khóc lóc gì à? Có nước mắt nước mũi gì à? Ăn xong đấy à? Ăn xong là hát à? À? Quẩy à? Là anh nhảy xe xa đúng không? Anh ấy vẫn không sợ cái vụ nọ. Cái vụ mà bị con sợ bị quẩy à? Cùng đi đi con. Nào câu tiếp theo cô ấy nha. 9 năm à, quên. 919. Look forward to cộng gì ạ? Vơ bình đáp án đây. Chín hai mươi ạ. Thế ăn no rồi cho tôi đi về rồi. Thế là mấy bạn này sẽ được đỡ, không phải liên hoan lớp này nữa đúng không? 9:20 à, hết biết tờ cùng vớp ạ. Ăn gì đấy? Hết biết tờ cùng vớp ạ. Thách. 921. Ở đây có từ sút đúng không ạ? Thôi, nói chuyện với con. Sút cộng vớp. Đáp án đi. Mỗi đứa 5.000 thôi. Hai đứa 10.000 thôi. Còn để tiền thôi. Để tiền mà đi liên hoan với kia. Cho quẩy kia xong. Vậy thôi. Thôi, cô không thích tiền nong nhiều. Tiếp nào. Số 9522 ạ. Spend cộng với verbing ạ. Writing. 9523 này. Using là verbing. Là gì nhỉ? À, sử dụng cái dịch vụ này. Còn to you là mục đích. Ờ kìa đừng nói nữa. Đứng đầu câu mà làm chủ ngữ chỉ có verbing thôi. Ghi tên vào. Các bạn cứ thử có ý thức nhá. 924 ạ. Mọi người ở Nhật Bản gọi cái ngày 14 tháng 3 là gì đấy cả lớp nhỉ? Valentine trắng đúng không? Con something something con March 14 the white Valentine. Phải là cái từ đó trước rồi cái tên gọi nó sau ạ. Đáp gì ạ? Có mưa đâu mà. 925 ạ. Give đi với công thức gì cả lớp là give something gì à? To. Wow, give something to. Đó là gì à? Gì tính cái gì đây? 926 ạ. Refer something to ạ. Refer something to ạ. Thích cái gì hơn cái gì à? Đáp án đây. Remember thì có to verb và vô hình à? Bạn không nhớ mang theo ô à? Vậy bạn ấy mang đi chưa? Chưa mang thì phải là gì? To verb. Đáp án gì? Ai gọi? Chắc bố tưởng đi liên hoan không đúng không? 928 ạ. Expect cộng với lại to verb. Ở đây có rồi hai cái đứa này mãi mà không xong với con. Đáp án đi nhá. Anh ấy không mong đợi là được mời tới bữa tiệc à? Đáp án đi à? Này hôm đi liên hoan lớp mình phải đi ca hay hết cho vui nha. Các ba là về đây quệt nhỏ nồi chơi bài. Chiều. 929 ạ.
Xe là xe tiền. Em là em thôi, em không cần cái chị bia cho em nữa, em không dám nhận học sinh nữa rồi ạ. À, không phải là em nhận nữa, sợ lắm rồi. Nào 929 ạ. Ôi Thủy, người ta thì giáo viên người ta cần học sinh bia, nhưng tôi không cần các bạn bia nữa đâu ạ. À, tôi không có sức để dạy nữa đâu ạ. À, tôi chịu rồi, ai biết thì dạy thôi, chứ đừng có quảng cáo làm gì, mệt, không phải chia sẻ gì, mệt lắm rồi. Casten của Võ Bình nha, đàn bia. Thế luôn, cô sợ luôn rồi. Đấy. Sợ. 930 ạ. À. Cái chuyến bay tới Paris thì đã bị đúng không ạ? Chỉ hoãn, bị động. Đáp án gì ạ? À? Ê. Ê thôi. 931 ạ. À. Khi trời bắt đầu mưa thì chúng tôi đang xem TV. The status là quá khứ đúng không ạ? Hành động đang xảy ra, hành động khác chen vào. Đáp án. A. Mặt trời mọc ở đằng đông là sự thật hiển nhiên. Dùng hiện tại đơn. A là B. A chính xác. Rise. Rise là mọc. Còn ray là kéo cái gì lên đúng không ạ? Ray something. Ray chỉ là cái gì mọc lên thôi ạ. 933 có từ sin và quá khứ đơn. Thì dùng gì đấy ạ? À? Hiện tại hoàn thành. Cái từ sin này quá khứ đơn đi ạ. À? Đã hoàn thành. 934 có từ why. Thì phải là tiếp gì? Tiếp diễn. Timmy đang lau dọn phòng. Và mẹ anh ấy thì làm sao nhở? Đang nấu ăn. Hai nó xảy ra xong rồi nhở? Song song, hai thằng đều tiếp diễn hết. Đang si. 935. Cả lớp trong từ ô đây. Tức là cái kết quả đã xảy ra rồi. Đan bi, hard work. Làm việc cả ngày. Lẽ ra câu này phải có hiện tại hoàn thành tiếp diễn mới là đúng. Vì là hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì hay dùng từ ô đây hơn. 936. Ever thì bao giờ là hiện tại hoàn thành. Đáp án. A. Nothing là danh từ chỉ vật. Phải là be động. Be động phải là can be của phần thứ hai. Chúng ta có how, how, how. Đáp án sẽ làm gì ạ? À? Baby. Chín ba tám ạ. Trước khi mà họ đến gì ạ? À? Họ đi ngủ thì bố của họ thường xuyên đọc chuyện cho họ nghe, và hầu như trong số tất cả những câu chuyện đó đều là bịa cả. Vậy đây là bị động đúng không ạ? À? Bị động phải có to be và phần thứ hai. Đáp án gì ạ? À? Daddy. Refuse không có gì. To verb. Đáp án C. Người đàn ông lại từ chối để được đưa vào bệnh viện. 940 ạ. À. 3 chấm. Liên tục nói những điều vô nghĩa, bạn sẽ bị đuổi ra khỏi nhóm đấy. Vậy là sao cả lớp nhở? À, cứ tiếp tục nói như thế này thì bạn sẽ bị đuổi ra khỏi nhóm đấy. Keep cộng với verb gì à? Verbing. Như vậy của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Keep talking. Đây là mục đích ạ. À? Yeah. À, quên mệnh lệnh. À. Tiếp tục nói những điều vô nghĩa đi và mày sẽ ra khỏi nhóm đấy. 941. B nó không phải là mệnh đề, cho nên bạn A loại. Đáp án C loại, đáp án D loại. Đáp án B là bạn chính xác. Bất chấp cái việc bị ốm, cô ấy vẫn đi làm đúng giờ. Câu tiếp theo, câu số 942. Anh ấy bị ngã và rụng mất ba cái răng. Fell off là quá khứ đúng không ạ? Thì các bạn dùng quá khứ ạ. Đáp án A, broke. Đưa cho cái diệp này. Cô sợ cặp này nhiều quá gãy tóc. À. Chưa hết nắm. Bao giờ đến bao giờ chuẩn bị vào năm học mới đó. Ôi không bao giờ cắt tóc ngắn ạ. Câu tiếp này. Đó là bao giờ từ catch. Catch là quá khứ từ catch đúng không ạ? Catch somebody của Võ Bình ạ. Là bắt gặp ai đang làm gì ạ? Bắt gặp ai làm gì ạ? Hồi cấp 3 cắt tóc ngắn đã ngu lắm rồi. Cô cắt đến tận đây luôn cả lắm. Cô cao cao lều nghều sao làm. Cao gầy dã man. Xong mà quần ông loe sti quẹt xong tóc ngắn ở đây trùng tẩm. Và nhìn lại hình ảnh của mình mà không nghĩ là mình. 944 ạ. À. Accuse somebody gì nhỉ? Dan B. Mày đã từng nhìn cái ảnh của cô cấp 3 chưa? Tí cho xem. Không, cái đi cô đi buffet đấy là cô đi làm rồi mà. Đấy là khi cô có bầu. Tóc ngắn đấy là của bình thường. Nghe xấu xấu lắm. Đen kịt. Chả hiểu sao bây giờ cô lại như này. Hết cộng vô bình ạ. À. Ngày xưa cô đi làm đồng với mẹ nhiều quá. Làm ở đây nhá. 464 ạ. À. Tính từ thì cộng tu vớ. Và nhìn thấy ai như thế nào sẽ là gì nhở? Vô bình.
Anh ấy rất là furious, lo lắng. Cảm thấy cáu giận khi nhìn thấy bạn gái của mình đi ra ngoài chơi với người bạn thân nhất của mình. Láo chưa? Đáp án đi ạ. Tính từ cộng to verb nha. Và gì ạ? Động từ chỉ chi giác của mình. Thôi, nó ít thôi. 947, object cộng to verb. Đáp án C, to verb. Phản đối chống lại cái gì? C ạ. 948, 3 là giới từ thì cộng verb. 3 thì nhỉ? Working. Và succeed thì gì nhỉ? In cộng verb. Succeed in cộng verb à? Thành công cho việc gì ạ? Câu tiếp theo ạ. Chúng ta có số 949 ạ. Spend cộng với gì ạ con? Verb. Đáp án đây ạ. Câu tiếp này, thị trấn này là nơi mà tôi sinh ra. This town is, thì đây cả lớp nhỉ? Where đúng không ạ? Vì là I was born sinh ra đâu. Nói ít thôi. Tiếp nào. Đây, tí cô cho chúng mày xem. Câu tiếp nha. Would you mind cộng gì nhỉ? Verb. Đáp án đi ạ. Đi cho xem ảnh u ngày xưa. Đừng có cười nhá. Rồi tiếp ạ. Tôi không biết how to verb. Đàn bi. Involve đi với cái gì cả lớp? Yeah, in của verb. Đã tham gia vào cái gì ạ? 954 ạ. 954 chúng ta có gì đấy ạ? Gratitude thì đấy ạ. To. Express something to. Thể hiện lòng biết ơn tới ai? Để lòng biết ơn tới ai? Express something to. Look forward to của verb. Đáp án C. Tôi ba chấm mua một tá trứng ngày hôm qua rồi mà. Nhưng tôi không thể tìm thấy. Có nghĩa là việc mua diễn ra chưa? Rồi. Đáp án C. Bay. 957. Enjoy của verb going shopping. Đáp án B. 958 ạ. Anh ấy không đủ trẻ để hiểu trẻ để có thể hiểu được cái gì người đàn ông kia nói. Ở đây chúng ta có enough thì bao giờ đứng đằng sau từ old. Cho nên cái này sẽ là gì nhỉ? Young enough, không đủ tuổi là old enough, không đủ già để có thể hiểu được những người đàn ông già kia nói gì. 959. A number of students, một số lượng các học sinh ở trong lớp của tôi, đúng không ạ? Là đã tình nguyện để giúp đỡ. Chúng ta có công thức là volunteer cộng to verb. Và a number thì động từ phải chia số nhiều, không có s gì ạ. Đáp án sẽ là C, volunteer to verb. Câu tiếp theo, câu số 960 ạ. Try to verb là cố gắng để làm gì? Try có verb là gì nhỉ? Thử làm gì? Anh ấy luôn luôn ba chấm cung cấp những cái điều kiện tốt nhất, đúng không ạ, cho những đứa trẻ. Ở đây chúng ta sẽ có là try to, đúng không ạ? Và provide with. Provide for, bởi vì đằng sau là danh từ chỉ người, có danh từ chỉ vật với là with ạ. Provide for nha. Đáp án đi ạ. With đi với vật, for đi với người. Tôi cần ba chấm bạn sửa chữa cho tôi, vậy tôi cần sự giúp đỡ, đúng không ạ? Gratitude là gì đấy cả lớp nhỉ? Sự biết ơn. Care là chăm sóc. Assistant là sự trợ giúp. Và concern là quan tâm. Đáp án C ạ. Tiếp này, có rất nhiều cái điểm thu hút khách du lịch ở Hà Nội. Chúng ta dùng từ many place of thì đấy à? Attraction. Điểm thu hút khách du lịch. Có lớp ở trong từ charity. Đã là từ thiện chỉ có từ nào. 964 ạ. Cô ấy out of work là mất việc. File là bị phạt, employ là tuyển dụng và disqualify là không đủ chất lượng. Vậy cô ấy làm sao nhỉ? Bị phạt bởi vì vô trách nhiệm đàn bi. Tại sao các bạn cứ nói chuyện nhiều thế nhỉ? Số 965 ạ, cô đã cố gắng chưa để cho nó xong rồi. Tôi không có cái gì đến cái việc có mặt của bạn ở đây. Objection là phản đối. Idea là ý tưởng. Protest cũng là phản đối. Complain là phàn nàn.
Đáp án A, objection 2. Protest again. Câu tiếp theo ạ. Công ty này có tất cả các dịch vụ cho người ốm, cả lao chân và dơ sick. Vậy người lão hóa là dơ gì ạ? Dơ age. Còn gì nhỉ? Người già là gì? The elder. Elderly không phải elder. Cho nên bạn sẽ làm bạn C. Elderly là người già. Câu tiếp ạ. Bạn không được phép sử dụng điện thoại riêng trong gì đấy ạ? À, trong phòng mình có cụm từ là make a phone call. Make a phone call tức là gọi điện thoại. Tạo một cục điện thoại, make a phone call. Tiếp ạ, 9568. Cái gì tiền là một cách đơn giản để có thể quyên góp từ thiện? Đứng đầu câu làm chủ ngữ vô bình thôi. Donating. Câu tiếp này. An 3 chấm sống ở London. Cô ấy đã chuyển tới Leeds được 2 năm rồi. Vậy không còn sống ở đấy nữa. Không còn sống nó dùng từ gì à? No longer. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy là cô dâu hạnh phúc nhất. Từ bride đây là danh từ, trước nó cần từ loại là một gì nhỉ? Tính từ so sánh hơn nhất vì có từ giờ là bạn daddy. Câu tiếp theo ạ. Have you washed? Bạn đã rửa tay của bạn trước khi ăn chưa? Before lunch. Before having lunch. Đối với gì nhỉ? Giới từ thì cũng vẫn gì nhỉ? Vợ mình. Và bao giờ ăn cũng sẽ là have. Câu tiếp ạ. So having đáp án ấy. 972 ạ. What an excellent student she is. Tức là nhỉ, wow, đúng thực sự là một cái gì nhỉ? Cô ấy là một học sinh tuyệt vời. Cô ấy dường như là không gặp khó khăn gì trong việc làm bài tập cả. Difficult thì dùng gì đấy ạ cả lớp nhỉ? À, in cộng verb in. Hoặc không dùng in cũng được. Nhưng nếu có in thì các bạn nên chọn đáp án in ạ. Đáp án C ạ. Đáp án D cũng sai, phải là difficulty cơ. Danh từ chứ không dùng tính từ difficult được. Câu tiếp ạ, câu số 973. Spend thì cộng verb gì nhỉ? Vô bình, đáp án A. 974 ạ. Decide còn gì ạ? To verb, quyết định làm gì? Đáp án A. 975. Ở đây chúng ta có gì nhỉ? Cô giáo xem xét cái việc để cho một trong số những học sinh của cô ấy ở lại nhà. Có đúng không ạ? Ở lại nhà, chấm chấm chấm. Lỗi lầm lớn của mình. À, ở lại nhà bởi vì đúng không ạ? Vì dùng từ gì đấy cả lớp nhỉ? For đúng không ạ? Số 976 ạ. Hai người tình nguyện viên, 2000 người tình nguyện viên này. 3 chấm. Chiến dịch xóa mù chữ. Vậy là gì nhỉ? Tham gia vào. Ở đây các bạn dùng từ gì đấy ạ? Ủa, mấy câu này cái nào cũng được mà. Take part in, participate in. Ồ, đều nhỉ? Câu này bị ngáo đấy cả lơ. Giờ khoanh cả B cả C vào. 977 ạ. Mắt của Mandy. Màu mắt của Mandy thì rất là khác. Different sẽ đi với gì đấy cả lớp nhỉ? From, then be. Do you mind thì cộng verb gì nhỉ? Verbing, helping. Và help thì somebody cộng verb nguyên thể. Đó sẽ là bằng C ạ. Anh ấy không ở nhà. Chấm chấm chấm. Anh ấy đi ra ngoài với bạn. Ở đây chúng ta có dấu chấm và dấu phẩy. Các bạn dùng thế nào? However, tuy nhiên. Số 980 ạ. Đang hỏi cái gì đấy? Tôi xin lỗi ạ. Tôi không cố ý để ngăn để gì ạ? Ngắt quãng bạn đâu. Mean to verb cố ý để làm gì? Câu tiếp theo ạ. What happened? Có điều gì? À, điều gì sẽ xảy ra nếu như không có mặt trời? Đây là câu đề cử lại một đúng không ạ? Cho nên đáp án sẽ là đáp án gì ạ? A. Câu tiếp ạ. Vui lòng tập trung focus với giới từ gì đây cả lớp nhỉ? Focus on. Đáp án đi ạ. Concentrate cũng on, tập trung. 984. Bạn có nghĩ rằng tôi thích bạn không? Điều gì đã làm cho bạn điều gì làm cho bạn nghĩ là tôi thích bạn? Đúng không? Kiểu mày bé đang bị ảo tưởng sức mạnh à đúng không ạ? Vâng, chúng tôi cần một chủ ngữ đó. What made you think that I like you? Then B ạ. E soon là ngay sau khi Thomas đã gì nhỉ? Rời khỏi Jakarta ngay sau khi mà anh ấy được thông báo về đám cưới của bạn. Vậy câu này của chúng ta, cái việc thông báo là phải diễn ra trước. Còn cái việc rời khỏi là diễn ra gì nhỉ? Sau. Cho nên các bạn chọn đáp án sẽ là đáp án gì đi ạ?
si, quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành. 989, tè 986, bo đây dưới từ gì đây cả lớp? With, buồn vì cái gì? Anh trai tôi có một ngôi nhà rất lớn, phải từ ơ đứng đầu, bao giờ ơ phải đứng đầu. Sau đó đến từ ve gì nhỉ? Very, bên dưới con gái đang nói chuyện ở bên góc bên này. Đáp án đi ạ. A very large house. 9588 ạ. Chúng tôi không có, ở đây chúng ta có từ interesting talk. Thì nếu mà interesting talk của chúng ta thì nó là gì nhỉ? Có cả tính từ và danh từ rồi thì phải dùng sắt. Cho nên là sẽ là bán si ạ. 9589 ạ. No, several, several thì phải là danh từ số nhiều. Và language của SC. Và cái từ knowing ạ, đứng đầu câu ạ, thì các bạn chỉ dùng là gì nhỉ? Hiện tại đơn chỉ là số ít thôi ạ. Cho nên là sẽ là bán si ạ. Cô nhắc lại này. Several thì phải có một danh từ số nhiều. Nhưng chủ ngữ thì phải chia ra verb ing. Mà một verb ing thì phải là số ít. Cho nên là sẽ là bán si. 9590 ạ. Khi mà sử dụng từ điển thì bạn cần phải hiểu được biểu tượng và những cái phiên âm trong đó. Vậy ai là người sử dụng ạ? Bạn. Như vậy là chủ động đúng không ạ? Cho nên sẽ là be. When using. Câu 9.91 có từ ít sát, sau này câu là câu bị động rồi. Ở đây các bạn gạch chân từ a homeless đằng sau đi ạ. Như vậy cờ a homeless của chúng ta ở đây là gì đây cả lớp nhỉ? Là hiện tại đơn thì các bạn cũng dùng gì? Hiện tại đơn thôi ạ. It is reported. Đáp án C ạ. 992 ạ. Cái đường ray này đã bị đóng khoảng một vài tuần, gạch chân từ for đây ạ. Hiện tại hoàn thành. Đáp án gì ạ? C. 993 có từ next week là tương lai, nhưng the restaurant là danh từ chỉ vật cho nên phải là bị động. Đáp án sẽ là gì cả lớp nhỉ? Will be open. 994 ạ. Cẩn thận với con chó đấy nhé. Vậy tôm cảnh báo công thức là one somebody cộng cái gì cả lớp nhỉ? À ok, two verb đúng không ạ? Đáp án này. Còn nếu dùng verb thì phải dùng against. Insist gì nhỉ? On, khăng khăng đòi cái gì? 996 lúc nãy cô vừa nói cả lớp explain đi với giới từ gì? To, giải thích với ai? Explain something to. 997 gạch chân từ is. Như vậy có một động từ rồi và chúng ta cần một cái động từ và rút gọn là phân từ hai. Ở đây các bạn dùng là gì nhỉ? Organized by, phải có từ by, được tổ chức bởi ai? Câu C sai, thiếu từ bài. 9598. Tất cả những người tình nguyện viên này chắc chắn phải tìm ra câu trả lời. Tìm ra câu trả lời là find gì? Find out. World Cup diễn ra cứ 4 năm một lần. Every 4 years. 4 năm một lần. 2 năm một lần là every gì nhỉ? 2 years. Tôi làm việc như một tình nguyện viên, work as. Offer to verb, đưa ra lời đề nghị để làm gì? Anh ấy luôn cố gắng để khiến cho vợ và con gái của mình make somebody cộng động từ nguyên thể. Làm ở đây. Mưa. Mưa. Sao mà không mưa? Nào thôi, để nốt câu 103. 103 là at the end of the film. Và 104 là on đúng không ạ? Vâng, chúc mừng tất cả chúng ta. Phan Thanh ạ. Vỗ tay cho tất cả bao nhiêu năm học lập cố gắng đúng không ạ? Cuối cùng thì là xong.